các bạn. Phía trước mình đây là cái hướng này là hướng Thác Voi. Hướng Thác Voi. Hiện tại thì chị mình đang ở chùa Linh Ẩn Tự. Đây là chuông. Thiên thủ thiên nhãn và thiên thủ thiên nhãn, hành lang Bồ Tát. Phật Diệt Sư. Đó là chính giữa đây là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật A Di Đà. Đây là thiên thủ thiên nhãn và hành lang Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngủ hả? Ơi, lót cái gì lót lưng cho bé ngủ. Thank you.
hơn. Đây là cái vườn mô tả, đây coi, mô tả sự tích Đức Phật Thích Ca ra đời. Lúc Ngài đẳng vừa đẳng sinh thì Ngài phải bước bảy bước đây. Và Ngài chỉ ra đây, thiên thủ. Đầu sức gián trần ma đa ứng mộng hoàng cung thác chất vô ưu thọ hạ thị hiện đảng sanh Thích Ca văn Phật. Mình xin xem lại lần nữa nhé. House office and talking rest. À, nhận khu vực phòng ở của thợ không. Đây bên là hành lang Bồ Tát. À, chúng ta đang đi tiến vào Phật. Trước mặt là các Bồ Đề Phật Thích Ca Mâu Ni. Và phía dưới là những tôn tượng. Tôn tượng giống như là Phật Thích Ca Mâu Ni theo kiểu Phật giáo Nam Tông. Chúng ta cùng lại.